Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc tại giáo xứ Lộc Ninh. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kỷ niệm thành hôn tại giáo xứ Lái Thiêu. Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục Thomas Phạm Chí Cao, Linh Mục thứ 47 của giáo xứ Búng. Tin giáo xứ Lộc Ninh, thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc tại giáo xứ Lộc Ninh. Vào lúc 9:30 sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 1 năm 2019, giáo xứ Lộc Ninh thuộc giáo hạt Bình Long hân hoan được đón cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện giáo phận Phú Cường, quý cha, quý tu sĩ cùng quý khách từ khắp nơi về hiệp dân thánh lễ tạ ơn của Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc chủ tế là thánh lễ đầu tiên trong thiên chức linh mục của Ngài. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng 8 tân linh mục khác vừa được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước tấn phong trong thánh lễ vào ngày 8 tháng 1 vừa qua. Hãy đi rao giảng tin mừng, câu châm ngôn mà tân linh mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc đã chọn cho đời sống linh mục của mình. Cha là người con đầu tiên của giáo xứ Lộc Ninh được tiến chức linh mục kể từ khi giáo xứ Lộc Ninh được thành lập vào năm 1955. Với một người con từ vùng đất truyền giáo, câu châm ngôn này lại càng có ý nghĩa hơn. Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân người thân, những ân nhân cắt này cắt khác đã giúp cho con đường ơn gọi của tân linh mục được kết quả tốt đẹp. Thánh lễ đã diễn ra cắt trang nghiêm và không thiếu những phút giây tâm tình, từ bài chia sẻ sau tin mừng của cha Giuse Nguyễn Minh Chánh, chấn sứ giáo xứ Phú Lương, cho tới lời chúc mừng từ vị đại diện của giáo xứ và lời tri ân của cha Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc. Thánh lễ kết thúc với những lời chúc mừng không ngơi của quý cha, quý tu sĩ và quý khách dành cho cha Giuse và quý cha trong khóa 13 vừa được thụ phong thiên chức linh mục. Tin giáo xứ Lái Thiêu, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kỷ niệm thành hôn tại giáo xứ Lái Thiêu. Vào lúc 5:30 ngày 13 tháng 1 năm 2018, cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh đã cử hành thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thánh lễ cũng là dịp tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày kỷ niệm thành hôn của 12 đôi hôn phối trong giáo xứ. Trong bài chúc mừng kỷ niệm, cha cũng gửi lời chúc đến tất cả những cặp đôi đang hạnh phúc kỷ niệm từ 5, 10, 15, 20, 35 năm hôn phối, nhưng vì lý do nào đó chưa đưa nhau đến thánh đường tạ ơn Chúa. Mong rằng mọi người hãy đặt chính mình trong tâm tình của người cha, người mẹ, là đứa con, mà cư xử cho phải phép, trên thuận dưới hòa, biết kính sợ Chúa. Hãy sống thật tốt trong những ngày còn lại cho ý Chúa vẹn toàn, để nhìn vào đó mà những người vừa mới lập gia đình qua nhiều gian truân đều nhận ra gia đình là nền tảng cho xã hội, quan trọng và ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng cũng như vật chất, hình thành nhân cách cho con cái và nhất là không được rẫy bỏ nhau. Nhân ngày kỷ niệm, mọi người cảm ơn cha sở và cảm ơn nhau, chúc mừng nhau, sau đó từng gia đình chụp hình lưu niệm và ra về trong tình yêu Thiên Chúa, để rồi dù khi có vui, có buồn, luôn có hai mái đầu kề nhau. Tin giáo xứ Búng, thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục Thomas Phạm Chí Cao, Linh Mục thứ 47 của giáo xứ Búng. Vào lúc 9:30 ngày 17 tháng 1 năm 2019, toàn thể giáo dân giáo xứ Búng hân hoan đón mừng Tân Linh Mục Thomas Phạm Chí Cao, Linh Mục thứ 47 của giáo xứ Búng, cùng đoàn đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, quý quan khách, ân nhân và thân nhân của cha mới, hiệp dân thánh lễ tạ ơn vì muôn hồng ân Ngài hằng tuôn đổ trên quê hương xứ Búng. Trong bài giảng lễ, cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng, cha nghĩa phụ của tân chức đã nhấn mạnh, con là linh mục, được Chúa chọn để chăn chiên cho người. Một hành trình dài, Chúa đã thương con từ trong lòng mẫu thân, gọi và chọn con giữa muôn người, thật diễm phúc và cao trọng. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu cần rất nhiều lời cầu nguyện của đoàn dân Thiên Chúa, cùng với sự nỗ lực của bản thân.
con là linh mục đời đời của Chúa. Sau phần hiệp lễ, cha Thomas Phạm Chí Cao đã gửi lời tri ân đến tất cả những vị ân nhân, thân nhân đã cộng tác với Thiên Chúa nâng đỡ Ngài trong suốt hành trình tu học để tân chức có thể trở nên mục tử của Chúa. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện để Ngài sống trọn sứ vụ mà Chúa đã và đang trao ban nơi Ngài. Trước khi kết lễ, mọi người đón nhận phép lành toàn xá từ tay tân linh mục trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những ơn lành Chúa đã ban trên mỗi người và cách riêng là trên tân linh mục. Thánh lễ kết thúc với những lời chúc mừng không ngơi của quý cha, quý tu sĩ và quý khách dành cho cha Thomas trong tiệc mừng lễ tạ ơn do giáo xứ tổ chức. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.